vừa khép lại thì Du Lịch đã vượt qua các cầu thủ Forex với tỷ số đậm là 6-0. Quả khởi rất hay, cơ hội dành cho các thủ AC được chuyền. Chưa có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống phát triển tấn công tương đối đơn giản của các cầu thủ AC nhưng đã đạt được hiệu quả tối đa. Ở trận đấu trước thì đã có nhất chiến hàng tấn công của AC đó là Tuấn Bịu. Và trong trận thi đấu thứ hai này cũng là một cầu thủ khá nặng ký khác, đó là Tú Yến. Cơ hội dành cho Horik không được. Rất nguy hiểm. Và xử lý không tốt của thủ môn bên phía các cầu thủ AC. Các Chris. Cú sút không được. Vừa rồi là tình huống ra chân đến từ phía Đức Béo. Lợi thế dành cho đấu xanh. Sau đó thì Phoenix chưa thể tận dụng được cơ hội. Tống Hồi Xuân đã có khoảng trống. Và ngay lập tức số 86 bên phía Phoenix nhảy số, đó là một tình huống dứt điểm. Những cú sút của Tống Hồi Xuân đường chuyển không tốt. Vẫn đang là các số trắng. Nhưng đó là pha lao ra và cản phá rất kịp thời của Bùi Hiếu. Dứt điểm không được. Thêm một tình huống mà thủ môn bên phía AC đã chơi tập trung. Không thành công. Vẫn còn cơ hội được mở ra dành cho các thủ AC. Vẫn chưa có bàn thắng. Cú sút ở một tư thế khá dành chân của Trường Nhô. Tranh chấp rất quyết liệt. Đá biên dành cho các thủ Hồ Đích. Đôi, không được. Người quảng còi sẽ chám ngay vào vị trí của Tú Yến. Đường chuyển về hơi non chân, cơ hội không được. Bình thường thì Tống Hồi Xuân thường xuyên ná Đại Bắc, nhưng ở pha bóng vừa rồi thì anh lại, mặc dù cho có những lúc tưởng chừng như mà thắng ở rất gần. Quảng còi và tranh chấp tốt. Tiếp tục là Tống Hồi Xuân được chuyền. Đồng đội của anh chưa thể tung ra cú dứt điểm. Rất nhiều những cú sút được tạo ra bởi các cầu thủ Phoenix. Đây sẽ là cơ hội dành cho các thủ AC và cản phá kịp thời. Khả Thơ sẽ vào sân để thay thế cho Trường Nhô. Đánh đầu, đó là đường truyền của Gia Tử. Sau đó là cú dứt điểm của Hiệp Châu. Và lên tham gia tấn công và đã để lại ấn tượng. Rất nguy hiểm. Bóng vừa cắt ngang khung thành của Phoenix. Không được. Đối cánh. Đó là cú dứt điểm ngay. Nhưng pha bóng vừa rồi thực sự là rất khó với một pha vẩy má như vậy. Có lẽ tình huống vừa rồi anh đã quan sát thấy một cái áo trắng áp sát. Ôi, rất tuyệt vời. Pha đặt lòng chính xác của Hiệp Châu. Khoảng trống đã được lộ ra khi mà khoảng cách
với khung thành của Vonic là tương đối gần. Và cái lòng rất ngoan của số 6 bên phía LC đã mở tỷ số trong trận đấu này. Cũng giống như ở trận đấu đầu tiên của Phoenix, họ cũng là đội bóng thi đấu tốt. Đường chuyền đã bị chặn lại bởi cán Chris. Đó là cú dứt điểm ngay. Suýt chút nữa cũng đã có được một siêu phẩm được tạo ra. Cú sút với lực đi rất căng của số 18 bên phía Phoenix. Tống Hoài Xuân đang có những lời động viên với các đồng đội của mình. Và xử lý có thể nói là quá bất cẩn của các Chris. Và lưới của Phoenix đã bị rung lên lần thứ hai. 2-0 dành cho LC. Một tình huống mà các Chris đã có thể nói là biểu diễn không đúng lúc, khi mà anh cũng đã là vị trí chốt chặn cuối cùng rồi. Khả Thư không được. Dứt điểm không vào. Vừa rồi là pha dứt điểm của Hiệu Đen, một trong những cầu thủ khá mới của Phoenix. Long nổ quá đông những bóng trắng ở xung quanh anh. Mất bóng. Hiệu Đen rất khéo léo nhưng vẫn còn quá đông. Bên phía câu lạc bộ LC hiện nay Thái Lam đang khởi động. Các tiền đạo của LC đều lần lượt được vào sân trừ Thái Lam. Huyền Seven đánh đầu. Đó là một pha chuyền bóng của Huyền Seven chứ không phải là một cú sút sấm sét của Bờm như mọi khi. Khả Thơ. Khả Thơ và Khả Hưng thường xuyên là bộ đôi chạy cánh của các cầu thủ LC. Nhưng ở trận này thì hơi khác. Không được. Đường chuyền không tốt của Hải Còn. Cường Trắng. Đó là đường chuyền về cũng có phần tương đối bất cẩn. Vẫn còn rất cố gắng. Cơ hội được chuyền. Bóng vừa tìm đến cột dọc. Thêm một cái cột dọc nữa. Khung thành của Phoenix đã bị rung chuyển tới 2 lần ở tình huống vừa rồi. Rất khó với những pha bóng như vậy, khi mà các cầu thủ áo trắng họ cũng đã có được những tình huống kiểm soát bóng tốt. Vẫn còn một pha bóng lộn xộn và tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Điểm đá phạt sẽ nằm ở đâu? Cơ hội để Phoenix có thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đường chuyền dứt điểm không được. Người tung ra cú sút là Tài Hộp. Đối cánh dành cho Cương Trắng. Rất kinh nghiệm. Vẫn là Cương Trắng. Đường chuyền đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ LC. Và đó cũng là chi tiết đáng chú ý cuối cùng của trận đấu